Rồi chào các bác nhé, chào mừng các bác quay trở về với Quân Audio. Và tiếp tục video thì như buổi tối ngày hôm qua em đã lên video giới thiệu cho các bác là nhà em về được một lô vang số DK Dunkin, một thương hiệu đến từ Anh Quốc rất là nổi tiếng, có mã là DK9000. Và đây là phiên bản đời cao, phiên bản này là phiên bản sử dụng chip to 3 nút chỉnh cân bằng nhau luôn. Đấy, thì ngày hôm nay em sẽ lên video giới thiệu cho các bác cái lô hàng này. Và lô hàng này thì em về được khoảng tầm hơn 30 chiếc nhá. Em về được khoảng tầm hơn 30 chiếc thôi, không có nhiều. Lên video giới thiệu xong em báo giá luôn cho các bác để các bác tham khảo. Trong thời điểm hiện tại em nói luôn, với mức giá ngày hôm nay em cung cấp ra cho tất cả các bác, đây là một sản phẩm thật sự rất đáng để các bác có thể là sử dụng và rất đáng để các bác trải nghiệm. Được chưa? Vào đầu video các bác bỏ ra 1-2 giây ủng hộ cho cửa hàng em nút like nhá. Bác nào chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới của em nhá. Em sẽ liên tục lên video để giới thiệu cho các bác những sản phẩm mà cửa hàng em đang về, đang có. Được chưa? Đấy. Rồi, ngày hôm nay thì nó về được khoảng tầm số lượng nó không có nhiều, nó cũng rơi khoảng tầm hơn 30 chiếc vang số DK Dunkin với thương hiệu là của đến từ Anh Quốc với mã là DK9000. Và như các bác có thể nhìn đây, lô hàng này là rất là đẹp. Em đã vệ sinh hết rồi, rất đẹp luôn nhá. Em bao đẹp, bao zin cho các bác luôn. Hoạt động hoàn hảo, trơn tru và cài đặt ngon lành. Dòng này thì có phần mềm đầy đủ luôn, được chưa? Có phần mềm đầy đủ luôn. Đấy, đây. Đằng trước đây các bác, đằng trước con này thì nó là thương hiệu của DK Dunkin này, ba giác cắm mic nhá, ba giác cắm mic thương hiệu DK Dunkin, chỉnh tay full chức năng, có phần mềm luôn. Và cái đời này thì nó cao hơn cái đời mà hai nút này một chút này. Đấy, thì đây em tí giới thiệu cho bác và sẽ so sánh các bác xem luôn. Bên này chúng ta có ba chiếc áp cơ bản, đấy là effect, volume, mic, volume và music, tức là to nhỏ của mic, to nhỏ của nhạc và to nhỏ của vang nhạy nhối ít. Đấy, đằng sau thì cũng có giác cắm mic bằng ca lông này. Đấy, hai đường giác input vào nhạc đây. Con này thì nó không có cổng quang, không bluetooth nhá, bởi vì nó là hàng bãi, hàng vang số bãi. Được chưa? 6 cổng out các bác nhé. Đây, 2, 4, 6 cổng out, đường sub này, 2 đường RR, các bác kết nối xuống âm ly của đẩy này. DK Dunkin này, các bác nhìn chưa? Technology from UK, tức là nó là thương hiệu đến từ Anh Quốc các bác nhé. Có một thương hiệu đến từ Anh Quốc và nhà máy lắp ráp sản xuất tại Trung Quốc. Đấy. Được chưa? Đấy, cái đời này thì nó cao cấp hơn cái đời này. Đời này thì đợt vừa rồi em bán cho bác rất là nhiều. Lô này thì nó về nó lẻ ra được mấy chiếc này. Đây, mấy chiếc là hai nút mic và music này. Con này thì nó sử dụng hai nguồn chip nhỏ nhá. Sử dụng hai nguồn chip nhỏ. Nội thất thì cũng khá là chất. Con này thì cửa hàng em đang bán giá là 1.500.000. Ưu đãi cho các bác trong thời gian vừa rồi nó lẻ ra mấy chiếc này là 1.400.000 đồng nhá. 1.400.000 đồng một chiếc này. Đấy, thế còn cái đời mà ba nút này thì cái đời ba nút này nó thật các bác là em sẽ cho các bác xem luôn. Và ở đây em đang cắm thử test ở đây rồi. Đấy, đang cắm thử test ở đây. Chúng ta có một chiếc đây. Các bác nhìn nhé, DK Dunkin DK9000 phiên bản 3 phím này, sử dụng chip Mỹ to này. Được chưa? Đấy, em sẽ lên video cho các bác để các bác tham khảo. Con này em đang kết nối phần mềm đây. Đấy, nó ăn phần mềm luôn này. Ba giác cắm mic đây. Đấy, con này thì chạy một nguồn thôi, nguồn của DK. Đấy, thực ra cái chuyện một nguồn hay hai nguồn nó không quá quan trọng nhá. Rất nhiều bác gọi là cũng thắc mắc bảo là anh muốn mua vang hai nguồn hay một nguồn. Nói thật các bác là cái nguồn ấy nó chỉ để cấp làm sao nó đủ, nó đủ nguồn để cấp sang cho thiết bị để nó hoạt động thôi, chứ cái nguồn nó không ảnh hưởng gì và nó cũng không có nó giống kiểu là các bác phải hiểu là điều đơn giản là không phải nhiều nguồn là hay đâu nhá, không phải cứ nhiều nguồn là hay. Đấy, cho nên nhờ em giải thích thế các bác hiểu cái nguồn nó chỉ là để nguồn cấp điện vào để cho con vang nó hoạt động thôi, chứ nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất âm, chứ không phải là nó nhiều nguồn là nó hay hơn đâu các bác nhá. Đấy, con này sử dụng món chip analog của Mỹ này, sử dụng con chip to analog của Mỹ, sử dụng con chip to BF531. Được chưa? Đấy, rất đẹp luôn. DK Dunkin này. Phần mềm thì rất là chuyên nghiệp. Ở đây em đã cắm kết nối phần mềm đây rồi. Đây, nó sẽ cho bác chỉnh mic này, chỉnh nhạc này. Đấy, chỉnh effect này. Đấy, và đường main này, đường main tổng, đường center, rồi cắt sub này, rồi tất cả thông số. Nói chung là cái này thì em đã cài đặt cho các bác sẵn rồi. Là về là 80% là dám cam kết bác là sử dụng được luôn. Được chưa? Đó, và em sẽ thử test chất lượng âm thanh alo cho bác để tham khảo nhá. Đây, em sẽ bỏ cái phần mềm ra. Bỏ phần mềm ra, không kết nối phần mềm để bấm tay trực tiếp luôn để cho các bác có thể là tham khảo được. Đấy, giao diện phần mềm đây. À, giao diện là đây là giao diện mặt của nó nhá. Và bên này là các phím chức năng. Đây, em sẽ cắm một cái chiếc mic dây vào đây. Cho nhạc nhỏ đi này. 1 2. Đấy, effect này, effect về không nhá. Tính mic 1 nhá. À được, 1 2 6 7. Lên 1 2. Đấy, lên tiếng effect này. Lên 1 2 6 7 lên. Echo reverb rất hay. Con này thì nó có 3 cấp độ chống hú. Nếu như bình thường thì em khuyên các bác là lên để chế độ 1 thôi.
Đấy, còn nếu như bác nào mà nhà bác nào mà không gian nó bé quá hay là các bác ngồi gần loa quá thì bác cũng bật chế độ thứ hai nhá, hoặc chế độ thứ ba. Thế còn bình thường thì chúng ta lên để chế độ 1 thôi thì tiếng nó sẽ rất là sạch sẽ. 1 2 6 7 lên. Được chưa? Đây cho các bác xem này, phần là echo riêng, gì vật riêng thì em sẽ giảm tiếng echo đi. À, giảm tiếng vật đi. Giảm tiếng vật đi sao cho các bác nghe tiếng echo không thôi nhá. 1 2 6. Đấy, lên tiếng vật này. Lên tiếng vật và giảm tiếng echo đi. Con này nó xử lý chip giống như kiểu là cái dòng TK960 cho nên rất là hay. Đấy, vật lên 1 2. Các bác nghe vật không khác là một con vang số đắt tiền cao cấp nhá. Thực tế ra con này thì hàng mới của nó thì nó rất là đắt tiền chứ không phải là rẻ tiền đâu. 1 2 6 7. Thực tế ra con này hàng mới của nó rất là đắt tiền, nó không có rẻ đâu. Nếu như bình thường các bác đi mua hàng bãi như này, cái loại mà sử dụng chip to như này thì các bác mua không ở dưới 2 triệu rưỡi nhá. 2 triệu 3 đến 2 triệu rưỡi. Đấy là chuyện bình thường. Thế còn ngày hôm nay nhá, em nói thật các bác luôn, ngày hôm nay là em mua được cái lô hàng này là em mua giá thành rất hợp lý và em cũng muốn bán để giao lưu với các bác. Thì những cái chiếc vang DK Đan Kinh DK9000 phiên bản chip to nhà em đang cung cấp cho các bác, hôm nay em sẽ chào bán cho các bác với mức giá là 1.600.000 đồng thôi. 1.600.000 đồng nhá. Em miễn phí ship toàn quốc và em tặng kèm dây kết nối âm ly hoặc dây kết nối cục đẩy. Được chưa? Em bảo hành cho các bác trong vòng 6 tháng có yên tâm sử dụng luôn. Đấy. Và một cái điều mà em cũng muốn thông báo qua đến các bác là trong cái thời gian vừa qua ấy, thì cửa hàng em bán khá là nhiều hàng. Thì cũng rất là nhiều bác đặt hàng xong rồi là hàng đến thì lơi thì các bác không nhận hàng. Thế chính vì như thế cho nên là ngày hôm nay thì những cái chiếc vàng này thì em bán. Và thậm chí là cửa hàng em tất cả các sản phẩm khác thì bên em sẽ nhận đặt cọc thì em mới lên đơn cho các bác nhé. Nhận đặt cọc ít nhất là 100.000. Thực tế ra nó cũng chỉ là lấy cái để làm tin thôi. Chứ còn thì đối với em 100.000 nó cũng không giải quyết vấn đề gì. Từ trước nay thì các bác theo dõi các bác biết rồi. Đa số tất cả các mặt hàng là em bán là em toàn cho các bác nhận hàng, kiểm tra thoải mái thanh toán cho em. Được chưa? Thế nhưng mà một số bác thực sự rất là nhiều trong thời gian vừa qua thì rất là nhiều bác là đặt hàng cho nó gọi là như kiểu đặt cho vui thôi. Thì thực tế ra là các bác không nên như vậy, bởi vì các bác phải biết là chi phí của một cái đơn hàng em gửi đi cho các bác đóng gói, tiền cước rồi tiền đóng gói rồi tiền phụ, nói chung là hàng hóa nó lênh đênh trên đường như vậy em rất là mất thời gian và rất là mất tiền bạc nhá. Cái chuyện tiền bạc nó chỉ là một phần thôi nhưng mà nó rất là mất công, bởi vì những cái sản phẩm hàng bãi thì không phải nó có nhiều. Đấy, người muốn mua thì không mua được mà người mua được thì các bác lại không nhận. Thà nó có lỗi hay nó như thế nào đấy em sẽ chịu trách nhiệm. Đấy thì em không nói làm gì. Nhưng mà đây các bác đặt hàng xong hàng đến các bác không lấy thì hoặc là các bác thậm chí các bác thì còn tắt máy luôn. Thì em thật các bác là không lên như vậy. Bởi vì các bác như vậy thì rất là mất thời gian cho cửa hàng. Được chưa? Để tránh trường hợp đó thì nếu như bác nào thực sự quan tâm cũng như là yêu thích thì các bác có thể liên hệ cho em nhá. Đặt cọc cho em ít nhất 100.000 chuyển khoản hoặc thẻ cào điện thoại đều ok. Không vấn đề gì cả. Mà bây giờ công nghệ rồi, các bác chỉ cần nhờ người này nhờ người kia chuyển khoản cho 100.000 em nghĩ là không khó khăn đâu nhá. Thì bác thực sự nhu cầu liên hệ cho em, giá 1.600.000 đồng một chiếc. Đấy. 0982838695, các bác chỉ cần nhắn tin chốt vang DK9000 cho em thôi. 1.600.000 đồng em miễn phí ship toàn quốc bác luôn. Được chưa? Rồi, mọi chiếc các bác liên hệ trực tiếp bên em nhá. Xin chào và các bác trong video sản phẩm tiếp theo. Mọi người nhớ là ủng hộ cho em nút like nhé và nhớ đăng ký kênh đỏ phía dưới giúp em nhá. Xin chào và các bác.